chào các bạn đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề rất là khác biệt so với mọi khi. Chủ đề của ngày hôm nay đấy chính là một cái thông điệp đến từ thần Cupid dành cho cái hội độc toàn thân ở đây. Cụ thể cái câu hỏi mà mình đặt ra đó chính là vì sao bạn chưa có người yêu và làm như thế nào để có người yêu nhá. Chúng ta có 3 tụ bài ngày hôm nay, hãy cùng mình mổ xẻ xem là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu nhá. Và mình hy vọng là nếu như mà nó đúng với bạn, trải bài ngày hôm nay đúng với bạn thì nó có thể giúp bạn cải thiện phần nào trong cái việc đấy, chính là nhanh chóng hơn trong việc thúc đẩy bản thân mình để bản thân mình có thể tìm được một cái mối quan hệ nào đó thực sự phù hợp. Rồi chúng ta có 3 sự lựa chọn. Đây là 3 tụ bài này, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Chưa gì thôi, mình đã cảm thấy có một cái sự vui nhộn đối trước khi mà mình trải bài rồi. Có một cảm giác, có một cái gì đấy rất là vui nhộn. Và mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn cứ loanh quanh đi tìm tình yêu hoặc đi tìm cái nọ, đi tìm cái kia mà chưa biết được cái vấn đề mấu chốt nó nằm ở đâu. Thì hy vọng rằng cái trải bài này sẽ làm rõ cho các bạn nhá. Để cùng xem là vì sao bạn chưa có người yêu và nên làm gì để có được người yêu. Đôi khi mình cũng phải băn khoăn đặt câu hỏi chứ nhở, đúng không? 1, 2, 3. Và ngay bây giờ chúng ta đến với số 1 nha. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đấy chính là lời nhắn từ thần Cupid, vì sao bạn chưa có người yêu và nên làm gì để có người yêu. Với tụ bài này mình nghĩ rằng các bạn lại vào xem cho vui rồi. Bởi vì mình thấy rằng là bạn hoàn toàn biết được rằng là lý do vì sao, cũng như là bạn nên làm gì luôn ấy. Bạn biết được cái điều đó, có lẽ là vào xem ủng hộ là xem cho vui đúng không? Thì mình thấy rằng là tụ bài này, thứ nhất là các bạn là một cái người rất là trưởng thành về mặt suy nghĩ của các bạn rồi. Các bạn suy nghĩ cái gì nó cũng rất là thấu đáo. Và bản thân bạn cũng biết lý do vì sao ấy là thời điểm này mình chưa có. Đấy chỉ đơn bạn nghĩ rằng ấy, bạn trong suy nghĩ của bạn ấy, bạn hiểu rằng là chỉ là chưa đến lúc thôi, mình chưa thực sự tìm được người phù hợp, cho nên là mình chưa có người yêu, có thế thôi. Và thêm vào nữa ở đây thì mình thấy rằng là bạn chú trọng nhiều hơn đến cái sự thành công trong cuộc sống. Có thể là bạn suy nghĩ khác so với mọi người. Bạn suy nghĩ rằng là mình phải xây dựng một cái nền tảng về mặt tiền bạc tài chính này, về mặt sức khỏe, về mặt suy nghĩ, về mặt sự trưởng thành của các bạn đi, rồi bạn mới tính đến những cái chuyện yêu đương hay là những cái thứ khác. Thêm vào đó nữa thì các bạn cũng mặc dù là các bạn suy nghĩ rất là thấu đáo như thế, the thinking woman mà, thì mình thấy là bạn suy nghĩ thấu đáo là như vậy. Thêm vào đó nhưng các bạn vẫn giữ được nét, những cái nét rất là trẻ trung của bản thân. Bản thân bạn cũng có những cái mà nó kiểu giống như bạn chưa muốn bị ràng buộc, hoặc là chưa muốn có một cái mối quan hệ nghiêm túc nào đó. Các bạn vẫn muốn chơi, vẫn muốn khám phá những cái này cái kia chẳng hạn đó. Và các bạn biết rằng cuộc sống là một cuộc hành trình, và các bạn sẽ không chống lại cái hành trình đó. Các bạn biết là go with the flow, cứ xuôi dòng đi, rồi mình sẽ tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Cái đấy là linh hồn bạn đã mách bảo bạn như vậy rồi. Và đây cũng có lá bài đấy chính là gì? Bây giờ bạn có thể không biết, nhưng rồi bạn sẽ biết. Tức là mình cảm thấy là bên trong của bạn á, nó rất là rõ ràng đường đi lướt bước, rất là rõ ràng những cái kế hoạch. Và kiểu mình thấy thật ra thì bạn cũng không quá là mong chờ hay là bấn gì đâu, bởi vì mình thấy là các bạn cảm thấy là thoải mái mà. Các bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ với cái cuộc sống hiện tại mà. Cũng có thể bạn sẽ gặp người này, người kia, này kia các thứ, nhưng mình thấy rằng là trong một cái khoảng thời gian ngắn ấy thì các bạn sẽ chưa gặp được cái người đấy đâu, cái người mà các bạn mong muốn gặp đâu. Bởi vì mình thấy là các bạn đang dành rất là nhiều cái nội lực, cái sự quan tâm, cái sự sức mạnh của mình ấy để hướng đến một sự thành công. Mà mình thấy là về mặt cuộc sống của bạn ấy thì các bạn sẽ phải trở thành một cái người thành công trước, trở thành một người có một cái nền tảng gì đó về mặt trưởng thành suy nghĩ này, về mặt công việc tài chính tiền bạc trước, sau đó rồi các bạn mới tính đến cái chuyện yêu đương sau. Các bạn là kiểu người như thế, còn các bạn không phải là kiểu người sống quá cảm xúc, là bạn dễ rung động hay là gì đó đâu. Không, bạn không dễ làm điều đó. Và mình thấy là đôi lúc thì các bạn cũng có thể là bị những cái lời nhận xét đến từ bên ngoài, hoặc là những cái điều gì đấy nó cuốn bạn đi, nó mong muốn bạn là phải lấy chồng đi, hay là phải lấy vợ đi, hay là phải đến với ai đó đi, này kia các thứ. Nhưng mà bạn vẫn cảm thấy rất thoải mái với cái cuộc sống hiện tại, cho nên là các bạn cũng không nhất thiết đâu, không nhất thiết là cần đến một cái gì đó đâu. Thêm vào đó các bạn cũng phải để ý một chút là có thể bạn có một cái tổn thương nào đó liên quan đến đứa trẻ bên trong của bạn. Đó cũng là thứ khiến cho bạn cảm thấy ngại yêu, ngại gắn kết, ngại gắn bó. Các bạn sợ hãi một chút. Và mình thấy là các bạn cũng có một cái yêu cầu rất là cao về cái đối tượng mà các bạn muốn tiến đến, muốn nghiêm túc yêu đấy. Đó, kiểu như thế. Mình thấy là cái tiêu chuẩn của bạn rất là cao. Bởi vì sao? Mình thấy là bởi vì cái khả năng của bạn, cái con người của bạn, cái điều kiện của bạn nó đã rất là tốt rồi. Cho nên cái việc của bạn đòi hỏi một người cùng tầng mây với bạn ấy thì nó là chuyện đúng thôi. Và chính vì thế mà để tìm được người cùng tầng mây ấy thì nó cũng cần phải có thời gian. Và ở đây cũng có lá bài đấy chính là cuộc sống là cuộc hành trình, và chúng ta không có cái
cái cách nào để thay đổi nó, thay vì chúng ta chống lại nó rồi đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái stress không cần thiết, những cái căng thẳng không cần thiết, thì hãy go with the flow và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì ở dưới xuôi dòng. Và mình thấy là có thể có những lúc các bạn cũng muốn đi có người yêu đi, nhưng mà cái số thời gian này nó chiếm rất là ít, chủ yếu là các bạn cảm thấy thoải mái và tận hưởng. Hoặc là những cái năm trước các bạn rất là mong muốn có, nhưng mà những cái năm gần đây là các bạn kiểu thả trôi đi, thoải mái đi, thế nào cũng được. Hoặc các bạn cũng đã có tìm hiểu người này người kia nhưng nó không có đi đến đâu thì các bạn cũng không đặt nặng đâu. Và mình thấy là cái người đến với bạn ấy sẽ phải là cái người chắp cánh được cho bạn, người kiểu giống như là có thể là hiểu được những cái sự điên rồ gì đó của các bạn ở đây và chắp cánh, rồi là đưa bạn đi, rồi là đưa bạn đi tận hưởng tất cả những cái điều tuyệt vời và trải nghiệm rất là điều tuyệt vời của cái cuộc sống này. Lá bài này cũng rất là hay, nó nói về việc đấy chính là một bông hoa nó biết khi nào mà nó sẽ nở, thì các bạn cũng như thế, tức là các bạn biết là bây giờ thì các bạn chưa có nở đâu, chưa nở đâu, cho nên là các bạn chưa sẵn sàng với cái tình yêu đó, hay là chưa sẵn sàng để đến với bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Vậy thì câu hỏi đặt ra ấy là nên làm gì để có người yêu. Mình thấy bạn không cần phải cố, riêng tụi này không cần phải cố, bởi vì sao, bạn sẽ biết là mình cần phải làm gì thôi. Thêm vào đó nữa thì mình thấy rằng là kiểu giống như là dần dần ấy, bạn phải tiếp xúc và tiếp tục học, tiếp tục tương tác với những cái người khác nữa thì bạn mới biết là cái vấn đề của bạn nó nằm ở đâu. Đôi khi mình thấy là nó nằm ở cái vấn đề bạn hơi thiếu cởi mở một chút với những cái người ở bên ngoài, bởi vì các bạn chắt lọc những người đến với cuộc sống của bạn rất kỹ. Và mình thấy ở đây rồi đấy, mình thấy ở đây là cái người yêu thương bạn rồi đấy, người này đúng như kỳ vọng của các bạn nhá. Trai thì tài mà gái thì sắc nhá, tức là họ rất là ngang tầng mây với các bạn, họ có cả nền tảng mà tiền bạc tài chính lẫn suy nghĩ của họ luôn, suy nghĩ sự trưởng thành của họ luôn. Nói chung tụi này không có gì để chê cả. Mình thấy chỉ là chưa đến lúc thôi. Các bạn cũng có một vài những cái bối rối nhưng sau đó lại thoải mái này. Đó. Thế là thôi cứ tiếp tục tập trung với cái sự thành công của bạn đi. Thành công về sự nghiệp, thành công về cuộc sống các bạn đi. Mình thấy rằng là đang có một cái cánh cửa rất lớn đang mời gọi bạn đến với nó để phát triển nó ở đây đấy. Và đây cũng có những cái lá bài đấy chính là gì? Những cái thế lực vô hình luôn để mắt đến bạn. Cho nên đôi khi nha, nhớ mình hay nói cái lá bài này là lá bài các cụ gánh còng lưng mà không biết ấy. Tức là đôi khi lúc trước các bạn không thành với người A, người B, người C, người D, đó là cách mà vũ trụ, đó là cách mà những cái thế lực vô hình này đang bảo vệ cho các bạn rằng là gì, những người này không phải dành cho bạn, cho nên là các cụ lắc đầu, hay là thế lực tâm linh, thế lực vô hình lắc đầu không chọn cái người đấy đó. Thì mình thấy các bạn có một cuộc sống khá lạc quan, khá vui vẻ. Tất nhiên rồi, các bạn phải hiểu, có một người bạn nói với mình rằng là không nghĩ rằng mình vui vẻ như thế mà mình vẫn khóc ấy. Thì mình còn nói là cái khóc đấy ấy, nó là cách để giải tỏa những cảm xúc. Và cuộc sống mà, kể cả mình có vui đến cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn sẽ khóc, mình cũng vẫn sẽ buồn, mình cũng sẽ vẫn thất vọng, nhưng sau đấy mình lại vui. Đó, thì các bạn cũng như thế, các bạn không thể tránh khỏi những lúc cô đơn, không thể tránh khỏi những lúc các bạn cũng muốn có một tình yêu nào đó, nhưng mà nó ngắn và nó trong phút chốc nào đấy thôi. Nó là cái cảm xúc của bạn nó lên xuống như thế này này, nó cũng giống như điện tâm đồ thôi, cái trái tim nó đập thôi. Nếu như nó không đập, nó cứ thẳng ngang này này, đó là coi như là trái tim bạn nó không đập nữa rồi, đúng không? Thì nó phải lên xuống như thế là chuyện bình thường thôi nhá, nó không có gì bất thường ở đây cả. Tụ này thì như mình nói là bạn sẽ gặp được người đúng ý của bạn đấy nhá. Nhưng mà đến lúc đấy ấy, các bạn gặp được cái người đấy, bắt đầu những cái vấn đề nó mới nảy sinh. Vấn đề đấy nó sẽ là liên quan đến bên trong của bạn. Còn khi bạn ở một mình thấy là bạn ổn lắm. Có thể bạn nghĩ rằng là nếu như tao ổn một mình mà tao ổn thế thì tao việc gì mà tao phải yêu. Nhưng mà mình cho bạn một câu trả lời rằng là đôi khi các bạn ở một mình ấy, các bạn không nhận ra được vấn đề của mình. Chỉ khi bạn tương tác với người khác thì cái vấn đề của bạn nó mới nảy sinh. Thì đấy cũng là cách để linh hồn của bạn, con người của bạn, cái tất cả những người tương tác với nhau họ có cái sự trưởng thành ở đây đó. Nên vì sao có những người ở mình thường thì ở một mình rất là ok, nhưng mà yêu vào một cái là bắt đầu đánh mất chính mình hoặc là gì đó chẳng hạn. Bởi vì sao? Họ chưa có điều kiện và cơ hội để bộc phát những cái điều đó ra thôi. Thì mình thấy rằng là tụ này không phải vội, cứ từ từ, và các bạn sẽ gặp được cái người mà nó khá là tương đồng với các bạn, khá là ngang hàng với các bạn đấy. Bây giờ thì mình sẽ rút thêm đi. Mình muốn rút thêm đối với tụ bài này. Trước gì mình đã bảo là cảm thấy thú vị, với mà thì tụ này cũng rất là thú vị thôi. Các bạn sẽ biết chính xác khi nào bạn sẽ nở mà. Keep an open mind.
Trời ơi, tụi này á, nói về việc đấy chính là hãy mở rộng cái tâm trí của các bạn, vì cái người đến với bạn nó sẽ rất là khác so với những gì mà bạn suy nghĩ. Cái người soulmate của bạn sẽ rất là khác so với những người mà bạn suy nghĩ, tức là họ có thể vẫn đáp ứng được những cái yêu cầu là về tầng mây đối với bạn, về 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 nhưng mà họ có rất là nhiều những cái điểm nó khác biệt đi. Chẳng hạn ở đây mình thấy là bạn vẫn đang tiếp tục với cái bài học Love Yourself First, thế là thôi cứ yêu thương bản thân của các bạn đi. Đây, các bạn đang yêu thương bản thân và đang tập trung rất nhiều cho công việc tài chính tiền bạc. Đây là gì, yêu đương gì tầm này, đúng không ạ? Nhưng mà nha, nói thì nói thế thôi chứ bạn cũng không vô cảm đâu. Khi bạn gặp được cái người cùng tần số với các bạn, bạn chập chập vào một cái á, là chân tay rồi tim gan phèo phổi run rẩy luôn. Bởi vì sao? Mình thấy được là cái khao khát bên trong bạn. Mình có nói rằng là bạn có thể có một cái tổn thương nào đó liên quan đến đứa trẻ bên trong, nên là bạn cũng hơi e ngại một chút. Thì mình thấy là bạn cũng cần phải giải quyết cái vấn đề này đi. Đây là những cái thứ mà các bạn cần phải tập trung vào để giải quyết nhá. Tại vì sao? Trước sau gì bạn cũng sẽ phải giải quyết khi người này xuất hiện. Cho nên là nếu như bạn giải quyết được cái chút nào sớm một chút thì hay chút đó. Bởi vì thật ra bây giờ bạn muốn giải quyết nó nhưng nó không có lộ ra cho các bạn ấy. Bạn không nhìn nhận được cái cảm xúc đó ấy, nó cũng rất là khó. Cho nên là có lẽ là phải đợi cái người này họ tới với bạn. Bao giờ người này sẽ tới? Một câu hỏi mà mình không biết là sẽ trả lời các bạn như thế nào, nhưng mà mình sẽ cố rút bài xem để có cảm nhận ra là bao giờ đây, cái khoảng cách giữa hai người là bao xa, bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Kiên nhẫn nha. Mình thấy là bạn cứ tập trung đi, cuộc sống của bạn phải cực kỳ thành công rồi ổn định tiền bạc tài chính rồi không phải lo gì nữa, người này mới xuất hiện nha. Cho nên là hãy kiên nhẫn đi. Rồi, đó là tụ bài số tính bằng 5 đấy, mình nghĩ là tính bằng 5 đấy nha. Tụ bài số 1 chúng ta đến với tụ bài số 2. Tình yêu đến với tụ bài số số 2, đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là lời nhắn từ thần Cupid là vì sao bạn chưa có người yêu và nên làm gì để có người yêu. Tụ bài này bày rất rõ ra trước mặt mình luôn là vì sao bạn không có người yêu. Đầu tiên nha, mình thấy rằng là bạn vẫn đang tập trung cái nguồn năng lượng của bạn vào những cái sự kiện trong quá khứ, tức là có thể bạn chưa tha thứ được cho ai đó, bạn chưa có buông bỏ được một ai đó, hoặc là thậm chí là bạn vẫn còn hận thù một ai đó. Mà cái từ hận thù ở đây nó cho vào ngoặc kép là các bạn rất hận, rất là ghét họ đấy đó. Bởi vì sao? Có lẽ là các bạn đã trải qua một cái cú sốc nào đó trong cái câu chuyện tình cảm đó, hoặc là trong quá khứ đó. Cũng có những bạn là các bạn không nhất thiết là các bạn bị phản bội trong chuyện tình yêu, mà có thể là trong gia đình của các bạn nó xảy ra rất là nhiều vấn đề giữa bố và mẹ, cho nên là các bạn không có mong muốn là kết hôn, kết nối hoặc là yêu thương ai đó, bởi vì bạn anti tình yêu và bạn ghét bỏ cái thứ tình cảm đó. Đấy là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là có thể là trong quá khứ bạn đã từng rất là sốc vì một cái câu chuyện tình cảm nào đó của bạn diễn ra. Ví dụ như bạn bị phản bội, bạn bị cái này, bạn bị cái kia, bạn bị rất là nhiều thứ. Cho nên mình thấy rằng bên trong bạn đang ôm một cái nỗi căm giận khá lớn. Ở đây có lá forgive này, rồi cái sự bực bội ở đây là mình thấy rằng là bạn ôm một cái nỗi căm giận khá lớn đến từ trong chính trái tim của bạn, trong chính con người của các bạn. Cho nên là khi ai đó đến với bạn ấy, bạn luôn có xu hướng đề phòng họ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn kiểu giống như là luôn mặc định là cái thằng này đầu mày có cái gì đấy xấu với tao, kiểu thế. Hoặc là bạn này có một cái ý đồ xấu gì đấy với mình. Hoặc đôi khi những cái chính những từ những cái suy nghĩ đó nha, nó khiến bạn bị overthinking ấy, kiểu như là bạn nghĩ nhiều quá, như là chỉ cần một biểu hiện nhỏ từ người ta thôi bắt đầu là bạn quy chụp người ta là thế này là thế kia. Mình thấy bạn có bộc lộ một cái sự rất là ghê gớm trong câu chuyện tình yêu của các bạn. Vì sao ghê gớm? Bởi vì bạn giống như một con nhím ấy, các bạn sợ mà, các bạn bị tấn công, sợ bị tổn thương, nên là chưa kịp làm gì bạn phải xù lông lên đã. Cho nên là vì sao người ta rất là ngại và sợ để tiến đến với cái tình cảm đối với các bạn. Họ không đủ kiểu giống như là cái sự can đảm ấy. Mọi người đừng nói rằng là nếu như người đấy đủ yêu mình thì người ta sẽ đến với mình, sẽ vượt qua cái nọ, vượt qua cái kia. No. Nếu tại sao họ phải làm như thế, đúng không? Phải có một cái lý do nào đó. Bạn còn chưa làm cho họ yêu bạn thì làm sao mà họ vượt qua được những tất cả những cái thứ đó. Và kiểu giống như là cái tổn thương này nó đến xuất phát từ phía của các bạn nha, chứ nó không xuất phát từ phía của cái người đến với bạn trong tương lai đấy, không xuất phát từ những cái người đó mà đến từ phía bên trong. Cho nên bạn phải giải quyết nó đã đó. Tức là giống như là gì, bạn rác ở trong nhà của bạn mà bạn lại bắt người khác phải vào dọn thì nó là gì, không ổn, đúng không? Cho nên là hãy suy nghĩ lại, hãy xoay lại cái vấn đề ở đây. Thì mình thấy là
Bạn cũng có xu hướng muốn tìm kiếm cái mối quan hệ chứ không phải là không, nhưng mà bạn chưa biết cách là tìm ở đâu và tìm như thế nào. Vì như mình nói là bạn vẫn còn ôm một cái nỗi căm giận nào đó. Thì mình thấy đây ấy, đó là một trong những cái lý do lớn nhất, to nhất này. Cái sự bực tức, cái sự tức giận, cái sự đôi khi như mình nói là nó ghê gớm á, nó xù lông lên ấy. Đó. Nó khiến cho các bạn cảm thấy là rất là khó chịu. Thêm vào đó mình thấy bạn cũng có thể là một người rất là khó tính, hay cau mày, hay cau mặt lắm. Bởi vì sao? Bạn hay để ý những cái điều rất là nhỏ. Bạn hay để ý những cái điều rất là nhỏ. Ở đây thì nó nói về việc đấy chính là thứ nhất là đừng khiến bây giờ muốn như nào để có thể là có được người yêu nhá. Thứ nhất này, ngừng tập trung năng lượng của bạn vào những cái sự kiện trong quá khứ. Hãy giống như là hãy kiến tạo cái cuộc sống của các bạn ấy bằng những cái suy nghĩ và những cái giấc mơ cũng như là những cái tưởng tượng tích cực hơn đi, thay vì chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Các bạn biết luật hấp dẫn rồi gì? Đầu bạn nghĩ gì nhiều đúng không? Bạn lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó ấy, nó sẽ gì? Hấp dẫn cái điều đấy đến cho các bạn, nên các bạn càng lặp lại nhiều sự lừa dối, lặp lại nhiều sự hờn căm hờn hờn ghét hờn tủi rồi những cái gì gì đó, nó chỉ thu hút những thứ tương tự đến với các bạn thôi. Thứ hai, hãy ngừng để tâm quá nhiều đến những việc nhỏ nhặt. Tức là đôi khi đến với những vấn đề các bạn zoom quá sâu vào một cái bức tranh nào đó, nó khiến cho bức ảnh cũng thế thôi các bạn. Bức ảnh hay là đây, mình lấy ví dụ như là cái này đi. Cái lá bài này đi, mình lấy ví dụ nha. Đúng không? Khi đây là cách bạn zoom vào đúng không? Bạn zoom vào không? Bạn chẳng nhìn thấy cái gì cả, bạn chẳng nhìn là cái lá bài này là cái lá bài gì cả, nhưng khi bạn nhìn xa xa như thế này, đó, bạn sẽ nhìn thấy à, toàn cảnh của lá bài này là gì. Thì các bạn cũng như vậy, mình thấy là bạn cần phải nhìn rộng cái vấn đề của bạn ra, thay vì là bạn nhìn mọi thứ quá là chi tiết. Đó, có thể bạn cũng sẽ khó chịu với tất cả những gì mà mình nói ở đây, vì mình biết các bạn khó tính. Mình biết là các bạn hay để ý. Đó. Và nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên có những cái cởi mở hơn. Thêm vào đó, một trong những cái lý do nữa mà khiến cho các bạn kiểu giống như là chưa chưa có người yêu ạ, đấy là bởi vì các bạn muốn tập trung nhiều hơn cho công việc tài chính, tiền bạc, sự nghiệp. Không phải, mình thấy là bạn không phải là một người quá là yêu công việc ngay từ ban đầu đâu, mà có thể là bởi vì những cái biến cố nó xảy ra. Bạn nghĩ rằng là không có tình yêu nào mà nó lớn bằng cái tình yêu với cả tiền bạc cả, không có tình yêu nào mà nó kiểu đem đến nhiều cái điều tốt đẹp giống như tiền bạc cả. Cho nên là mình thấy các bạn cũng rất là chăm chỉ làm việc, tập trung vào công việc tài chính tiền bạc của các bạn, chăm chút cho bề ngoài, cho mọi thứ. Nói chung là mình thấy là các bạn cũng đã cố gắng khá là nhiều trong việc đấy chính là nâng cấp bản thân của mình lên, nhưng ở đây đang phản ánh rất là nhiều những cái vấn đề nó đến từ bên trong chứ nó không đến từ bên ngoài. Thì mình thấy là bạn có sâu thẳm trong trái tim của bạn, bạn cũng có những ước mơ, những khao khát, những mong muốn để có thể gặp được cái người phù hợp với mình á. Nhưng mà như mình nói, tất cả những cái vấn đề ở đây, thêm vào đó nha, các bạn còn lá bài này, I remember này, thì cái lá này ấy, nó giống như là nó đang nói với bạn là bạn đang giống như là bạn nhập vai quá sâu và những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Các bạn tưởng tượng cuộc sống này là một cái ván game. Khi bạn chơi game, bạn nhập vai quá nhiều thì kiểu kiểu giống như là bạn sẽ cảm thấy bực tức khó chịu nếu như mà mình thua á. Thì các bạn cũng chính là như vậy, các bạn cứ găm mãi những cái cảm xúc tiêu cực đó vào người của các bạn. Trong khi nếu như mà thua thì mình chơi lại đi các bạn. Mình bỏ cái ván đấy đi, mình chơi lại. Mình học cái bài học từ cái ván bài đó thôi, từ cái lần mà mình sai, mình vấp ngã hoặc là gì đó, để mình không lặp lại cái sai lầm đó và mình tiếp tục với cái hành trình tiếp theo của mình. Đó. Và mình thấy rằng là trực giác của bạn nó sẽ mách bảo cho bạn khi nào mà tình yêu của bạn nó sẽ thực sự tới. Và mình thấy là các bạn cũng mất niềm tin rất là nhiều vào bên trong của bạn ấy. Bạn cũng có nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm đấy chứ không phải là không đâu, nhưng mà các bạn không có đón nhận được. Các bạn luôn 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 mình thấy là bạn hơi khó tính, nói thẳng luôn, hơi khó tính nha. Thô thật nha, thô mà thật nha, hơi khó tính. Cho nên là nó cũng sẽ khắt khe hơn người bình thường, nhưng mình thấy là bạn nên hạn chế, tiết chế bớt cái đấy thì tốt nhất. Và đây cũng có lá bài đấy chính là bàn tay của số phận ở đây, thì với cả cái lá I remember nó đang nhắc bạn nhớ rằng là gì, bạn đã cam kết rất là nhiều với vũ trụ để bạn học một cái bài học, những cái bài học trong cái cuộc sống này, vậy mà mình thấy bây giờ bạn đang loay hoay và chưa học được. Cho nên đây là trải bài để giúp các bạn nhìn lại cái kế hoạch đó mà bạn đã cam kết với vũ trụ đó. Về mặt công việc, về mặt tài chính mình không có gì để nói nhá, nhưng trong câu chuyện tình cảm của các bạn thì bạn nên xem xét lại vì sao luôn cảm thấy bực bội, bực tức như thế. Cái nỗi bực tức đấy đôi khi có thể là chúng ta được nuôi dạy trong một môi trường mà mẹ chúng ta này, bố chúng ta này có những cái bực tức hay trút lên những cái người của đối phương trong gia đình ấy, thì bản thân bạn rất là dễ nhiễm những cái đó nữa. Cho nên là đến từ nhiều lý do lắm. Tụ bài này thì mình thấy là bạn đừng có để tâm đến những việc nhỏ nhặt nữa.
Thôi cái gì kiểu phiên phiến được thì mình phiên phiến đi. Ví dụ như là cái con này này. Các bạn thấy không? Con này là con gấu. Phiên đầu nó con chuột đang gặm cái gì đấy, con này nó có quan tâm đâu mà chẳng quan tâm. Đấy, cho nên là hãy ngừng tập trung vào những cái đau thương đó, bởi vì là đau thương trong quá khứ đó hay là những cái hận thù trong quá khứ đó, vì nó không giúp bạn đi lên được phía trước. Nó chỉ đang nuôi dưỡng cho bạn rất là nhiều những cái điều tiêu cực thôi. Và như mình nói rồi, mây tầng nào gặp mây tầng đó, thì nó cũng giống như là vì bạn á không thay đổi thì bạn cũng vẫn có thể gặp được cái người mình yêu, nhưng mà người đấy họ cũng mang cái đặc điểm tương tự như bạn, và hai người sẽ trở thành gì, chiến tranh với nhau, đúng không? Nhưng mà ở đây bạn sẽ tìm thấy những thứ mà bạn tìm kiếm, thì chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy cái tình yêu của mình, tìm thấy cái tình cảm, tìm thấy cái người thực sự phù hợp với mình. Nhưng mà mình thấy trước khi mà tìm thấy được thì các bạn cần phải giải quyết những cái vấn đề như mình nói lúc nãy. Mình thấy là sẽ có người đến với bạn, và người này họ họ trầm tĩnh hơn bạn, họ chậm hơn bạn một chút. Chậm ở đây là kiểu họ làm đến đâu chắc đến đấy á, họ không phải cái kiểu như là lòng ngoằng ngoằng như kiểu bạn đâu, mà cái người này họ rất là chậm rãi, và họ có thể đến từ công việc của các bạn nhé. Nhưng mà mình thấy là cái bên bề ngoài của các bạn ấy, các bạn cũng sẽ có một cái cuộc cách mạng thay đổi đấy, nếu như các bạn chưa đủ kiểu giống như là cảm thấy hài lòng với cái bề ngoài của các bạn. Mình thấy sắp tới có thể là bạn sẽ kiểu cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc, rồi là trang điểm hay là gì đó. Nhưng mình thấy là bạn sẽ trở thành một cái người rất là đẹp về mặt cái ngoại hình của các bạn. Cái điều quan trọng tiếp theo nữa đấy chính là các bạn cần phải thay đổi sao cho cân bằng giữa bên ngoài và bên trong, tức là bên trong của bạn cũng cần phải thoát ra khỏi những cái hận thù trước đã nhá. Rồi, đối với cái tụ bài này thì các bạn đừng cảm thấy tự ái khi mà mình nói như vậy hay là gì đó. Mỗi người là họ có một cái vấn đề khác nhau thôi. Tại vì sao mình cứ phải rào trước đón sau như thế, là bởi vì mình biết là các bạn hơi khó tính ấy. Các bạn sẽ hơi khó tính hơn người khác ấy. Hay để ý lắm nha, chứ không phải đùa đâu. Rồi, đó là tụ bài số 2 ạ. Chúng ta Chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với cái câu hỏi đó chính là cái lời nhắn đến từ thần Cupid là vì sao bạn chưa có người yêu và nên làm gì để có người yêu. Thì vì sao bạn chưa có người yêu? Nhiều lý do, thuộc này rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên là mình thấy rằng là dường như là bạn có một cái hình mẫu cụ thể nào đó, và bạn rất bám víu vào cái hình mẫu đó là phải thế này, phải thế kia thì bạn mới yêu, kiểu như thế. Thì cái lá bài này nó nói về việc đấy chính là hãy nới lỏng cái sự kiểm soát của bản thân các bạn, là giống như là đừng cố gắng kiểm soát quá cụ thể là người đấy phải thế này, phải thế kia. Bởi vì thật ra nhé, chúng ta cho rằng là những cái gạch đầu dòng đó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng mà chưa chắc đâu nhé. Những cái gạch đầu dòng đó, những cái tiêu chuẩn đó ấy, nó chỉ đẹp khi mà chúng ta tưởng tượng suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng còn thực chất nếu như mà bạn có được một người như thế, có lẽ là bạn cũng chưa chắc là đã cảm thấy thực sự hạnh phúc đâu. Một là bạn có một cái sự kìm kẹp nào đó đối với bản thân của mình về kiểm soát nào đó về mặt tiêu chuẩn. Thứ hai là có thể là bạn một là tiêu chuẩn này, hai có thể là về mặt thời gian, tức là bạn cũng muốn có đi, bạn cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng có đi, tìm tìm kiếm kiếm đây. Tại số 3 nữa là bạn cũng kiểm soát bản thân mình rất là nhiều. Mình thấy rằng là bạn có rất nhiều cơ hội tốt đến với bạn, nhưng mà bạn không có kiểu chọn những cái người đấy, bởi vì họ có thể không đáp ứng được một cái điều kiện nào đó đến từ phía các bạn. Đó, mình thấy là rất là nhiều cơ hội tốt, nhưng mà nó bị cái lá này này. Đó, rất là nhiều cơ hội tốt nó đến với các bạn luôn, và có những người đây này đến trao cho bạn tình yêu, nhưng mà các bạn không có thiết tha vì những cái người đấy cả, vì đó không phải là người mà bạn trông ngóng, đó không phải là người mà bạn muốn. Mình thấy rằng là gia đình của các bạn rồi bạn bè rồi tất cả mọi người cũng đều rất là tìm cách để tạo điều kiện cho bạn để bạn có thể tìm được cái người mà phù hợp với các bạn ấy. Thì mình thấy rằng là bạn bạn không thích những cái người đó. Bạn không muốn đến với những cái người mà đã được mai mối hoặc là được dẫn dắt đến cho cuộc sống của các bạn. Cho nên là mình thấy mọi thứ nó mới chưa thành. Nhưng mà đôi khi những cái điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi. Thì mình thấy là đối với tụ bài này, về cái lá Within the Next Few Months ấy, thì mình thấy là trong vòng vài tháng tới thôi thì nhiều khả năng là bạn sẽ gặp được một ai đó rồi. Và thêm vào đó nữa ấy, thì mình thấy là cuộc sống của bạn thời điểm hiện tại có khá là nhiều những xung đột và những cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là về mặt tâm lý của bạn nó chưa ổn này. Thứ hai nữa là các bạn có thể có những cái cuộc tranh cãi, những cuộc xung đột diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Đôi khi bạn xung đột với gia đình của các bạn bởi vì là bạn chưa muốn kết hôn, hoặc là bạn chưa tìm được người phù hợp, hoặc là chưa có người yêu, nhưng mà gia đình của bạn cứ thúc bạn, ép bạn. Rồi bắt đầu bạn bè của các bạn thì nói rằng là ui tuổi này rồi thôi, lấy chồng lấy vợ đi, rồi là này kia các thứ. Cho nên là bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là chán nản. Và kiểu giống như lúc trước thì bạn cũng có xu hướng đi tìm kiếm đấy, nhưng về sau các bạn chẳng muốn tìm nữa. Các bạn cũng chả muốn tìm nữa.
Thì nói chung cái tụ bài này á, mình cảm thấy nó có rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề, nó đến từ cả hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài mà càng thúc đẩy bạn làm cái gì, bạn lại càng không làm cái đấy đâu. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là đến từ bên trong của bạn. Như là mình thấy rằng là bạn đang rất là kiểm soát mọi thứ ấy. Bạn hãy buông thả lỏng cái đấy ra đi, thả lỏng những cái sự kiểm soát của bản thân mình ra đi. Và mình thấy là bạn sẽ tìm được thôi. Và tụ này còn nhanh hơn mấy cái tụ trước cơ, là trong vòng vài tháng tới thôi, các bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp được cái người đó. Thì mình nghĩ rằng là cái mối quan hệ của các bạn ấy nó cũng khó hình thành hơn người khác. Tức là người khác có thể đến với nhau, có cảm tình với nhau và tìm đến với nhau một cách rất là nhanh chẳng hạn. Nhưng mà với các bạn thì khác. Để xây dựng được một mối quan hệ với các bạn ấy, cần phải làm bạn với các bạn trước. Thì mình thấy đây là một điều quan điểm đúng đắn. Bởi vì tình yêu là bằng tình bạn kết hợp với cái sự hấp dẫn giới tính mà. Thì nếu như các bạn xây dựng được cái mối quan hệ tình bạn với nhau trước ấy, thì cái mối quan hệ này nó càng dễ dàng bền chặt thôi. Thì mình thấy là bạn 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 đặt bạn đặt cái yếu tố tình bạn lên, cái yếu tố sự thấu hiểu nhau lên rất là cao, là cái yếu tố mạnh nhất. Thì tụ bài này á, nói chung tụ bài này thì trong 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 vòng vài tháng tới, mình nghĩ là phải rơi vào tầm khoảng nửa năm nữa, 5 6 tháng nữa thì có thể là bạn mới thực sự sẵn sàng với một cái câu chuyện tình yêu nào đó. Còn hiện tại mình thấy mọi thứ nó khá lộn xộn trong cuộc sống của bạn. Bạn chưa thực sự sẵn sàng, hoặc cũng như là chưa thực sự thông được với bản thân là mình thực sự muốn cái gì. Mọi thứ nó rất là mù mờ và mình cảm thấy nó cứ lộn xộn ở đây ấy. Bạn bị những cái mây mù này nó che khuất cái tầm nhìn của bạn rất là nhiều, nó khiến cho mọi thứ nó không được rõ ràng, nó không được sáng tỏ ở đây. Và thêm vào đó nữa, cuộc cả cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn ấy nó cũng đang lộn xộn. Cho nên là để mà nói là yêu đương hay là kết nối gì đấy trong cái thời điểm này thì nó chưa phù hợp lắm. Mình nghĩ là phải bước qua cái giai đoạn này đã. Bởi vì ở đây có lá The World thì mình thấy là sắp tới cũng có một cái chương cũ nào đó sẽ đóng lại trong cuộc sống của các bạn. Hết cái sự rắc rối này. Rồi, ở đây cũng có lá bài. Đấy chính là gì? Mình thấy rằng là bạn không nhất thiết là phải dữ dội với mọi người quá đâu. Bạn nên có một cái cách phản ứng mà nó nhẹ nhàng hơn với mọi người chẳng hạn. Ví dụ như là với gia đình, để từ chối gia đình hay là cho từ chối cái sự giúp đỡ từ bạn bè chẳng hạn. Bởi vì sao? Khi bạn rời khỏi thế giới này, bạn không mang theo cái gì cả, nhưng linh hồn của bạn thì sẽ ghi nhớ những ký ức, sẽ mang theo những cái ký ức mà bạn đã chia sẻ tình cảm đối với những cái người khác, những người mà bạn yêu. Cho nên là đừng cáu nữa, đừng cáu nữa, đừng cãi vã nữa. Mình thấy là thời điểm mình thấy là một phần nữa ấy, cái lý do đấy là bạn chưa tìm được mối nào ngon hơn. Xích cộc cặc. Mình thấy là bạn chưa tìm được mối nào ngon hơn. Cái mối cũ của bạn. Ngày xưa là bạn chắc là yêu thuộc dạng cực phẩm hay gì đó, cho nên là bạn chưa tìm được cái người nào phải hơn cái người yêu cũ của bạn cơ. Thì bạn mới chấp nhận được. Cho nên đó cũng là lý do vì sao mà mình thấy là các bạn cần phải buông bỏ sự kiểm soát đấy. Mình thấy là tình yêu sẽ đến với bạn thôi trong vòng vài tháng tới, như mình nói là có thể mất nửa năm nữa, nhưng mà đó sẽ là cái tình cảm khiến bạn cảm thấy thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Còn đối với những thứ nó đã qua nhá, bạn nên để cho nó qua đi. Đôi khi những điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi mà. Có thể bây giờ bạn chưa nhận ra được là lý do vì sao mà mình vẫn còn luyến tiếc cái người cũ, hoặc là các bạn chưa nhận ra được rằng là cái lý do vì sao mình và người cũ kết thúc ấy. Nhưng rồi bạn sẽ từ 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 đấu tranh tìm hiểu mọi thứ và nhận ra vấn đề thôi. Có khi bạn còn cảm thấy may mắn vì mình đã dứt được cái người đó cơ, khi bạn đến được với cái người mới. Chung là đây là một giai đoạn mà mình thấy hỗn loạn, rất hỗn loạn. Bạn không rõ là mình muốn gì, cần gì và nhiều thứ cùng lúc nó đang tới. Cho nên là mình cũng không thể làm quá rõ được cái vấn đề đối với cái tụ bài này được. Chốt lại ấy, đối với tụ này ấy, thì mình thấy là rất nhiều lý do, nhiều lắm, nó nhiều hơn những tụ bài trước ấy. Rất nhiều lý do khiến cho các bạn là chưa có người yêu. Một, chưa quên được người cũ, chưa tìm được mối nào ngon hơn. Thứ hai là không phải là bạn không có cơ hội, có cơ hội nhưng các bạn luôn chọn bỏ lỡ, luôn chọn gạt đi. Thứ ba nữa là các bạn cảm thấy muốn chống lại những cái sự thúc ép đến từ gia đình, đến từ bạn bè, đến từ những người xung quanh. Bạn muốn một mình một đường cơ, kiểu như vậy á. Cái tính của bạn nó khá là mạnh mẽ, cái cá tính của bạn nó khá là mạnh mẽ. Cho nên ai mà càng ép bạn làm cái gì, bạn sẽ làm ngược lại cái đó. Nhưng mà thật ra đối với những thứ đó đã qua ấy, hãy biết là đôi khi những điều tốt đẹp nó bị ẩn giấu đi. Bạn chưa nhận được cái lý do vì sao mọi thứ nó diễn ra như vậy đâu. Nhưng rồi từ từ bạn sẽ hiểu được thôi. Mọi thứ nó sẽ sớm sáng tỏ với các bạn thôi.
thì là bạn cũng đã rất là tổn thương cho một cái tình cảm cũ nào đó rồi, và bạn đang cần thêm thời gian để vượt qua hoàn toàn. Và khi trái tim bạn thực sự sẵn sàng ấy, bạn thực sự nới lỏng được những cái sợi dây đang quấn quanh lấy chính bản thân của bạn ấy, thì bạn sẽ đồng ý đi đến với tình yêu, bạn sẽ chấp nhận được một cái tình yêu nào đó. Và trong vòng vài tháng tới mình thấy là có nhá, thì mình sẽ spoil cho các bạn xem nó là cái gì, tình cảm đấy nó là cái gì, nó là ra sao nhá. Trong vòng vài tháng tới, đúng không? Rồi, tụ bài số 3. Tụ bài số 3. Ôi, nó cứ rung. Tụ bài số 3. Dành cho tụ bài số 3. Tụ bài số 3, Wallflower. Rất là hay buồn một mình, hay buồn, hay nghĩ lắm. Trời ơi, mình thấy toàn ngược cực phẩm đến bạn, đến với bạn chứ không phải không đâu. Nhưng mà các bạn tạo nhiều rào cản quá. Đây này, một đống đây này, không thiếu đâu nha, sắp tới là nhiều lắm nha. Sắp tới là nhiều tha hồ mà chọn nha. Một người thì trông lạnh lùng lý trí, còn một người thì trông ấm áp, còn một người thì trông bảnh bao thành phố, trông rất là lịch lãm, rất là đàn ông ở đây. Có đấy, không phải là không có đâu, nhưng mà mình thấy là cái này á, các bạn chỉ cần chậm lại một chút ý, là các bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu, và từ từ cởi những cái nút thắt đó. Sao lại kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra thế này à các bạn? Tụ này là lấy không hết đây này, nhưng mà các bạn lại không có chọn ai thế này. Nhưng mình nghĩ là trong vòng vài tháng tới cái này nó sẽ có cái sự chuyển biến thôi, sẽ thay đổi thôi. Mình hy vọng là cái trải bài này sẽ giúp được các bạn nhé. Rồi, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.